ngày 9 tháng 5. Khán phòng, nơi tiếp xúc cử tri tại quận 2 chật kín, không còn là chỗ trống. Tất cả những người dân đều mang đến câu chuyện về những bức xúc tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tôi làm để mua được một căn nhà đó gần 50 cây vàng, nhưng mà chỉ giải quyết đền bù cho tôi có 94 triệu, rồi cho tôi mua một căn hộ tái định cư phải đóng thêm 800 triệu mới được lấy căn hộ đó. Thử nghĩ như vậy có quốc ích cho tôi không? Những kỳ họp trước thì tôi cũng có hỏi chị Minh Tâm tại sao lấy cái đập nhà tôi mà không có cái quyết định thu hồi đất. Thì chị trả lời á, là thành phố với quận 2 á, làm đúng theo quy định của pháp luật. Nhưng mà em hỏi chị á, đúng là đúng như thế nào? Chị, ngày hôm nay chị phải trả lời cho người dân chúng tôi biết. Không có bản đồ quy hoạch là tất nhiên là mấy ông đã làm quy hoạch lậu. Nghe cô bác nói như vậy, mình thấy nó xót lắm. Vẫn tiếp tục theo dõi, vẫn tiếp tục làm, vẫn tiếp tục đốc thúc, vẫn tiếp tục giám sát. Và cái hồ sơ của cô bác mà khiếu nại gửi đến tôi vẫn đang tiếp tục xem xét giải quyết. Ngày 14 tháng 5, tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Bình Chánh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, một lần nữa những bức xúc này được nêu lên và Bí thư Thành ủy đã phải có một lời hứa mà ông đã thực hiện trong chiều nay. Tôi có dự kiến là sau họp quốc hội á, gặp cử tri sau họp quốc hội tôi sẽ gặp tại quận 2. Xin đề nghị bà con quận 2 có ghi nhận là sau họp quốc hội tôi sẽ về gặp cử tri ở quận 2. Ngày 8 tháng 6, 7 hộ dân đại diện cho người dân Thủ Thiêm đã có buổi làm việc với trưởng ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là buổi để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của một số hộ dân. Chưa đạt được đến được một cái thỏa mãn cho người dân là cái vấn đề mà đập phá nhà cửa ngoài ranh quy hoạch, cưỡng chế rồi lấy đất ra ngoài nhà của các hộ dân ngoài khu vực quy hoạch vẫn chưa được giải đáp, chưa có một cái trả lời. Và kể cả trong cái vấn đề giải quyết như thế nào để cho cuộc sống người dân họ sớm ổn định, họ sớm tái lập lại nhà cửa cho con cái họ học hành thì vẫn chưa có một câu trả lời chính xác. Năm 2016 chúng tôi gặp 17 bộ ngành, Trung ương, Thanh tra, Thành ủy, Ủy ban và các quận huyện, công an mời chúng tôi như thế này. Nó 20 ngày sau kết luận đối thoại chúng tôi chứng minh đầy đủ thuyết phục như những gì chúng tôi nói trên báo đài trong suốt những ngày qua. Nhưng mà chính quyền họ không kết luận và người dân quá mỏi mệt quá chắc. Hơn 10 năm qua, người dân Thủ Thiêm đã gửi không biết bao nhiêu lá đơn, tham dự không biết bao nhiêu cuộc họp, buổi tiếp xúc. Sau mỗi cuộc họp là sự kỳ vọng không hề nhỏ, nhưng hy vọng nhiều, thất vọng nhiều. Bởi họ vẫn đang phải sống trong những khu tạm cư cùng sự chờ đợi mòn mỏi. Sau cuộc gặp với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, liệu mọi chuyện có khác? Câu hỏi này có lẽ cần thời gian để trả lời. Gầm cầu thang, chỗ ngủ và sinh hoạt của bà Hương, một cư dân đã buộc phải nhường đất cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mong muốn thì chắc không thể mong muốn nổi, nhưng mà có cái gì mà giúp đỡ thì cũng nhận thôi, chứ còn không có cái khả năng nào mà có thể mà mua được nhà hay là cái gì hết. Người hàng xóm của bà Hương sống ở gầm cầu thang đối diện vẫn đang nuôi ước mơ của mình. Tôi không có gì hết, tôi cũng gần chết rồi chứ tôi không có sống được, cho mấy đứa con nó ở. Để nó ngự ngã, tôi xin vậy thôi, tôi còn ham muốn gì nữa, cho tôi xin cái nhà, giàu lớn giàu nhỏ gì cũng được, cho tôi ở thôi. Mỗi dãy 24 căn, 6 dãy nhà, đây là nơi tạm cư của những người dân sau khi được di rời, phục vụ cho quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trái với vẻ ngoài của những dự án đang mọc lên tại khu đất vàng Thủ Thiêm, đây là nơi chủ nhân năm xưa của mảnh đất sinh sống. Cưỡng chế lên đây cấp mình phòng mình còn không biết nữa. Nói vậy sao ở? Đáng lẽ đúng là chính quyền có tâm này nọ, dù có cấp người ta 2 phòng, 3 phòng, người ta ở nhà 8 nhân khẩu. Mà không luôn, cấp 1 phòng 1. Rồi thiếu chỗ ở, phải đi làm đơn, chân sinh, mà năn nỉ, giống là đi năn nỉ vậy đó. Trong khi nhà mình là đập phá nhà mình. Hình ảnh này là câu trả lời cho lý do tại sao những công dân quận 2 đã không còn giữ được bình tĩnh trong những buổi tiếp xúc cử tri.
bây giờ nè, tưởng là đền bù để giải tỏa làm công trình nhà nước, nhưng mà thực tế cũng rất là đau khổ khi thấy toàn là những nhà cao tầng mọc lên. Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm là những người dân cố trụ ở khu đô thị mới Thủ Thiêm được hưởng quyền lợi trước nhất. Còn bây giờ những người dân cố trụ mà bị khổ sở như vậy thì làm sao mà đúng chính sách của nhà nước. Năm 1996, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ra quyết định 367, quyết định thay nghén nên hình hài của một khu đô thị mang tầm quốc tế. Hơn 20 năm sau, những con người hy sinh cho tương lai của thành phố này lại chịu cảnh ở mức vì chính sách đền bù không thỏa đáng.